Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì sau khi chơi cái tấm nhúng này các bạn, thì cái con nhân vật của mình nó bị ngáo luôn rồi. Nó bị lỗi các bạn ơi, nó ngước cái mặt lên kìa. Đấy, di chuyển tới thì nó cũng chạy tới luôn, mà nó di chuyển lùi các bạn. Trời đất ơi, tắc cười thật sự à. Để mình giờ sử dụng hành động thôi, sử dụng hành động của nó cũng tào lao bí đao luôn kìa các bạn. Ây da, ây da. Trời ơi, cái đầu nó lắc lắc tắc cười quá các bạn. Để mình sử dụng cái hành động khóc thôi ha. Nó nhảy lên thì nó cũng lắc lư lư tức cười các bạn. Đó, hành động khóc nè. Úi trời đất ơi, chỉ cái gì vậy? Hành động khóc mà nó không khóc mà nó chỉ gì kìa các bạn. Hai thiệt sự nha. Thì hôm nay để mình xem thử là mình kết thúc tiền được bao nhiêu sao nha mọi người, với lại bao nhiêu tiền sao ha. Thì bây giờ hiện tại là mình 916.000 sao rồi, chuẩn bị lên 1 triệu rồi mọi người. Để xem là mấy ngày nữa thì mình sẽ lên 1 triệu ha, khoảng tầm bao nhiêu ta. Để coi kết thúc tiền tử bao nhiêu sao đó mọi người. Rồi mình kết thúc thiệt ha. Rồi bao nhiêu sao đây mọi người ơi. Wow, gần 32.000 sao. Với lại 9.000 mấy tiền sao này các bạn ơi. Ui, vậy là tổ chức tiền đâu đó khoảng gần 3 ngày thôi các bạn. Là mình sẽ lên ha, 3 ngày đúng không? Gần 4 ngày chứ. Gần 4 ngày nữa thì mình sẽ lên kim cương nha mọi người. Lên 1 triệu sao ha. Và có nút kim cương nha. Wow, đã ghê các bạn ơi. Ô là trời, hình như ngày hôm nay là ai cũng đổi được cái xe tình yêu hết mọi người ơi. Đi đâu cũng thấy xe tình yêu quá trời luôn. Nguyên một hiệp hội kéo xe nè. Bạn nào tham gia thì có thể vào team của mình nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn xem một bộ đồ. Đây, thì bữa giờ các bạn thấy cậu bé bán trứng có bộ đồ rất là xịn đúng không? Mà nhà phát hành chưa bán đúng không? Mình nghĩ là nay mai thôi các bạn thì nhà phát hành sẽ bán ha. Ui, ở cậu bé bán trứng này thì mang cái ba lô trứng. Nhưng mà hình ảnh tiết lộ của mình á thì có một cái ba lô xịn hơn mọi người. Ba lô xịn hơn đó, ba lô hình trái tim này, có hai cái cánh hai bên nữa các bạn, kiểu như cánh thiên thần ấy. Wow, các bạn nhìn xịn không? Thì mình nghĩ là mai mốt thôi là nhà phát hành sẽ bán cái bộ trang phục này ra đó mọi người. Tại vì bữa giờ mình chưa thấy bộ trang phục này được bán nè. Đó, bộ trang phục của cậu bé bán trứng. Ôi, nhưng mà mọi người lấy xe ra đông quá, mình không cho các bạn xem được nè. Cậu bé bán trứng ngập thở luôn rồi. Cho cậu bé bán trứng một xíu oxy đi. Đây, quá là đẹp luôn mọi người. Cái mũ thì có cái mũi tên bay qua ha. Kiểu như bộ đồ trái tim á. Còn lại cái áo thì kiểu như học sinh, với lại đôi bút. Cái áo có cái nơ đó mọi người. Ui xịn quá nha. Thì các bạn muốn bộ đồ này bán bằng kim cương hay bằng gói hay là bằng vàng thì hãy comment bên dưới cho mọi người. Hy vọng là nhà phát hành bán bằng kim cương, nhưng mà hy vọng thật nhiều rồi, thất vọng cũng thật nhiều các bạn ơi. Mình nghĩ là bán bằng tiền đó. Đây, để mình lấy xe ra cho bằng hội bằng bè ha. Bây giờ đây thì mình có cái cái xe của mình để ở nhà mất tiêu rồi mọi người. Cái xe kéo mình để mà ở nhà mất tiêu rồi. Ơi, thì các bạn biết gì chưa? Trời đất ơi, quà đăng nhập các bạn ơi, quà đăng nhập. Thật là kinh khủng khiếp đó các bạn. Đây, thì các bạn vào trong hòm thư nè. Đấy, thì hôm nay thì các bạn sẽ được 20 kim cương cộng với bonus thêm là 250 xu tim nha mọi người. Thì hiện tại thì trong tuần này thì nhà phát hành sẽ cho các bạn quá trời xu tim luôn để cho các bạn có thể hoàn thành và nhận cái xe ha. Ở đây thì mình có cái bảng thông báo đăng nhập nè. Thì bạn nào chưa đăng nhập vô. Thì trong tuần này nè các bạn sơ sơ qua là cũng 90 kim cương ha. Ngày hôm nay và ngày mai nè sẽ được 20 kim cương mỗi ngày. Và những ngày còn lại là 10 kim cương nha mọi người. Và bonus thêm 250 xu tim mỗi ngày nữa. Không phải mỗi ngày nữa mà là 500 xu tim mỗi ngày các bạn. Ủa là chơi. Với lại tiền sao nữa ha. Ủa, thì ở đây mình sẽ nhận 20 kim cương với lại 1.000 tiền sao nè mọi người. Đấy, 250. Nói chung là xu tim giờ quá trời luôn mọi người. Xu tim giờ quá trời luôn á. Nhà phát hành hôm nay hào phóng ghê các bạn ơi. Hôm qua mình nhận cái bản thông báo đăng nhập này mình tưởng mơ đó chứ. Thì hôm nay thì mình không có làm nhiệm vụ nữa, tại vì dư điểm quá trời các bạn, đâu có làm gì nữa đâu. Hình như mình nghe mọi người nói là nếu mà cái điểm này dư nhiều quá nó sẽ đổi ra tiền sao cho mọi người đó. Ví dụ như 1.000 xu tim thì xong cái event này các bạn dư thì nó sẽ đổi ra 500 tiền sao cho các bạn. Đó, kiểu kiểu vậy nha mọi người. Rồi hôm nay thì mình sẽ đọc mấy phần bình luận của tất cả các bạn nha. Thì mình chọn ra 2-3 cái comment để mình đọc cho vui thôi ha. Thì đầu tiên là comment của bạn Huyền Nguyễn nè. Anh nhớ lấy xe chở em và người yêu em nha anh. Ô là trời, rồi có trả công cho anh không vậy? Có trả công thì anh mới chở nha. Chở đi khắp Malaysia không dám chạy luôn. Rồi comment tiếp theo là của bạn Hải nè. Anh ơi cần bao nhiêu siêu tim à? Em được 17.800 đủ không anh? Mong anh rep hả? Thì hồi bữa anh tính là khoảng 19.230 nha em. Thì em tích đủ 19.230 là em đổi luôn một lần luôn là sẽ nhận được cái xe ha. Rồi comment tiếp theo là của bạn Lam Quỷ nè. Có mã couple chưa anh? Em đợi lâu quá hả? Thì bữa giờ mình cũng biết nhà phát hành sao mà không ra mã mấy cái mã couple cho mọi người nhập vào ha. Thì khi nào có thì mình sẽ thông báo và làm clip cho mọi người nhập vào nha mọi người. Và đừng quên kéo xuống giúp anh một like
và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Put up, 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 put up